Thưa quý vị, qua 14 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đến nay nhiều cơ hội đã mở ra cho nước ta về tiếp cận các thị trường trên thế giới và tăng trưởng kinh tế. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và thực hiện hàng loạt các cải cách thay đổi mạnh mẽ mang tính bước ngoặt, để ngày nay nền kinh tế nước ta tự hào là một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Qua 11 năm chuẩn bị với 15 vòng đàm phán, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào ngày 11 tháng 1 năm 2007. Đây có thể coi là một điểm sáng trong quá trình phát triển của đất nước, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tự do hóa tài chính. Nhìn lại quá trình này, song hành cùng những bước tiến mạnh mẽ của kinh tế xã hội, công tác lập pháp của Việt Nam cũng được sửa đổi rất nhiều để phù hợp với tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới. Tôi nhớ là năm 2006 đó, cái năm là ở cái đỉnh cao về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó, thì chúng ta đã sửa tới gần 30 văn bản luật, rồi các văn bản khác, rồi các nghị quyết của Quốc hội. Và đồng thời dưới đó thì đương nhiên chính phủ cũng phải sửa rất nhiều các nghị định và các thông tư để phù hợp với nó phù hợp với cái luật pháp quốc tế. Trong tiến trình này, tất cả đều xác định rõ cần phải chủ động và tích cực hội nhập với thế giới, mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực. Ngày 5 tháng 2 năm 2007, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 đã ra quyết định số 08 về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đương nhiên với Đảng ta thì càng nhận thức rằng là sự lãnh đạo của Đảng cũng phải đổi mới rất nhiều trong cái hội nhập quốc tế này. Chứ mình không thể tự là mình muốn là làm thế này, muốn làm thế kia cũng được, và thấy rằng là một cái quy luật, một cái những cái định chế của thế giới mà Việt Nam chúng ta cũng phải tham gia, chúng ta cũng phải tuân thủ để chúng ta làm tốt hơn lên. Mà tốt hơn lên chính là cho đất nước của mình, cho Đảng của mình. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại lớn nhất toàn cầu mở ra cơ hội phát triển rất rõ ràng của đất nước. Thế nhưng vẫn còn nhiều thách thức mà đất nước phải đối mặt. Trong đó, yếu tố khách quan, tác động của bên ngoài hay vấn đề con người ở bên trong khi gia nhập WTO. Đầu năm 2008 thì chúng ta gặp ngay một cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, nó làm cho dòng vốn đầu tư bị giảm sút rất nghiêm trọng. Nhiều dự án người ta đăng ký đầu tư Việt Nam, nếu không khủng hoảng thì chắc chắn là người ta sẽ triển khai thực hiện, nhưng người ta không đủ vốn thực hiện nữa. Cho nên đây là yếu tố khách quan, nó tác động đến cái hiệu quả mà chúng ta gia nhập được. Cái mặt trái của cái kinh tế thị trường đó, thì như chúng ta biết, tức là đã là cạnh tranh thì phải cứ đua chen, rồi phải có là cái lợi ích của mình phải được tốt, và có khi quan tâm cái lợi ích của người khác, lợi ích của tập thể, của cộng đồng, có khi lại có cái mức hạn chế. Thế cho nên có thể nói là nó đã xuất hiện nhiều hơn những vấn đề về đạo đức, về phẩm chất của người cán bộ đảng viên, những người có chức có quyền. Cùng với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau đổi mới, việc gia nhập WTO đã nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo điều kiện triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp với những mối quan hệ đang xen lợi ích, việc giải quyết hàng loạt thách thức đặt ra chính là chìa khóa để Việt Nam tạo đà tiếp tục đưa con tàu kinh tế vươn ra biển lớn.